Nga tập trận hạt nhân chiến lược, bộ ba sát thần chờ lệnh khai hỏa. 101 bom KAB Nga xuyên phá Kurakov, Kiev nguy cơ mất điểm tựa chiến lược. Hơn 100.000 lính đào ngũ, Kiev tuyển thêm 160.000 quân đối phó Nga. Ông Zelensky bí mật nói với Mỹ về tên lửa tầm bắn 2.400 km nét không liệt hơn 150 cuộc tụ độ diễn ra trong ngày. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức đáng chú ý trên kênh YouTube của báo Công Thương. Vừa rồi là những tin chính có trong chương trình và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nga tập trận hạt nhân chiến lược, bộ ba sát thần trở lệnh khai hỏa. Theo đài RT, ngày 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga vừa hé lộ chi tiết về cuộc tập trận hạt nhân chiến lược quy mô lớn, thực hiện đồng thời trên không, trên biển và trên bộ. Cuộc diễn tập diễn ra nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng của lực lượng dân đe chiến lược với các đợt phóng thử vũ khí khủng khiếp, từ tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM đến tên lửa hành trình hiện đại trong một viễn cảnh mô phỏng tấn công hạt nhân toàn diện. Cuộc tập trận đã thực hiện các kịch bản mô phỏng một cuộc đáp trả hạt nhân chiến lược với một đợt tấn công đồng loạt từ các lực lượng dân đe chiến lược. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars đã phóng từ sân bay vũ trụ Pleset và nhắm thẳng vào bãi thử Kura ở Kamchatka. Trên biển, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Novo Moskov ở biển Parenz cùng Knyia Oles ở biển Okhotsk đã khai hỏa tên lửa Sineva và Bulav trong khi máy bay Tu-95MS phóng loạt tên lửa hành trình từ trên không tất cả đều nhắm trúng mục đích một cách chính xác, khẳng định sức mạnh tấn công của bộ ba hạt nhân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã theo dõi sát sao cuộc tập trận, nhấn mạnh rằng vũ khí hạt nhân vẫn là phương án cuối cùng nhưng không thể thiếu để bảo vệ an ninh quốc gia. Ông Putin tuyên bố rằng lực lượng dân đe chiến lược Nga sắp được trang bị những tàu ngầm, bệ phóng tên lửa và máy bay ném bom hiện đại hoặc nâng cấp nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng trước các mối đe dọa từ bên ngoài ông cũng đề cập đến kế hoạch củng cố mọi thành phần của bộ ba hạt nhân nga nhấn mạnh rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng là cần thiết khi đối mặt với các rủi ro ngày càng hiện hữu tháng trước ông đã đề xuất cập nhật học thuyết hạt nhân của nga cho phép phản ứng hạt nhân nếu một quốc gia phi hạt nhân như ukraine tấn công nga hoặc đồng minh belarus với sự hỗ trợ của bất kỳ quốc gia hạt nhân nào đáng chú ý động thái này của nga diễn ra ngay sau cuộc tập trận hạt nhân stephatnun của nato làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng hạt nhân giữa Moscow và phương Tây. Điện Kremlin đã chỉ trích cuộc diễn tập này, cáo buộc NATO phá hoại tinh thần không phổ biến vũ khí hạt nhân. 101 bom KAB Nga xuyên phá Kurakov, Kiev nguy cơ mất điểm tựa chiến lược Đêm ngày 29 tháng 10, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở các mặt trận chiến lược Kupyansk và Kurakov, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đã có tới 158 cuộc giao tranh diễn ra trong vòng 24 giờ lực lượng Nga đã phóng hàng loạt đợt tấn công gồm hai cuộc tấn công bằng tên lửa, 57 cuộc không kích, 101 bom KAB, 539 UAV và gần 3.000 cuộc tấn công khác nhau trên diện rộng. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân Kiev đã chống trả mãnh liệt và bẻ gãy nhiều đợt xung phong của Nga ở các khu vực trọng yếu như Kharkov, Kupyansk, Liman, Sivers và Vermorsky. Căng thẳng ngày càng gia tăng khi Moscow phát động một loạt UAV tấn công, khiến báo động không kích vang lên khắp các khu vực từ Sami đến Kharkov và cả thủ đô Kiev. Vào nửa đêm, không quân Ukraine liên tục báo cáo các nhóm UAV Nga hoạt động trên nhiều địa điểm. Các phân tích gần đây cho thấy chiến lược mới của Nga nhằm vào các ngôi làng then chốt ở Nam Donetsk đã mở đường cho kế hoạch đột phá vào Kurakov. Lực lượng Moscow đang cố gắng thiết lập hai cánh tấn công mạnh mẽ để siết chặt vòng vây quanh khu vực này, từ đó nhắm thẳng tới Andiivka, trung tâm tiếp tế trọng yếu cho lực lượng Kiev tại Kurakovo. Nếu thành công, các lực lượng ukraine buộc sẽ phải rút lui khỏi các vị trí kiên cố ở selidovo hoặc đối mặt với nguy cơ bị bao vây điểm họ cố gắng tránh khỏi suốt nhiều tháng qua theo chiến lược cánh bắc của nga sẽ phải vòng qua hồ chứa kurakov bao phủ từ phía bắc và vượt qua các ngôi làng để tiếp cận andrivka cùng lúc cánh nam sẽ phải vượt qua phòng tuyến vững chắc của ukraine ở phía nam kurakovo để đảm bảo an toàn cho chiến dịch một mũi tiến công khác sẽ được hướng tới ustanovka đồng thời có thể mở thêm hướng tấn công về phía velikaya novoselov để kiểm soát chặt chẽ các đường tiếp viện, giới phân tích nhận định nếu kế hoạch này thành công, quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với sự bao vây chiến lược tại Kurakov, buộc phải rời bỏ các vị trí cố thủ đã chuẩn bị kỹ càng hoặc đứng trước nguy cơ bị cắt đứt nguồn tiếp tế. Tuy nhiên, để đạt được điều này, lực lượng Moscow vẫn phải vượt qua hàng chục km địa hình khó khăn, một thử thách không hề dễ dàng, nhưng hứa hẹn sẽ mang lại bước đột phá lớn trong cuộc xung đột nếu thành công. Hơn 100.000 lính đào ngũ, Kyiv tuyển thêm 160.000 quân đối phó Nga. Theo The Kyiv Independent, trong nỗ lực đối phó với các bước tiến quân sự mạnh mẽ từ phía Nga, ngày 29 tháng 10, Ukraine đã quyết định bổ sung thêm 160.000 quân nhân nhằm tăng cường lực lượng để bảo vệ lãnh thổ trong bối cảnh chiến sự ngày càng khốc liệt. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksandr Litvinenko đã thông báo quyết định này trước Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh đây là một bước đi khẩn cấp và cần thiết trước tình thế hiện tại. Nga, sau nhiều tháng chiến đấu, đã đạt được những bước tiến chiến lược quan trọng tại khu vực Donetsk đồng thời tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sắp nhập vào lãnh thổ nga từ cuối năm 2022. Những vùng đất trọng yếu như Selidov, dân số ước tính khoảng 21.000 người và các ngôi làng Bogdyplenka, Grinik, Katerinipka đều đã rơi vào tầm kiểm soát của nga, tạo áp lực lớn lên lực lượng phòng thủ của ukraine tại khu vực này. Theo các phân tích từ phía Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ do AFP thu thập, riêng trong tháng 10, Nga đã kiểm soát thêm 478 km vuông, mức tăng diện tích lớn nhất đáng kể từ đầu năm 2022. Đặc biệt, 324 km vuông trong số đó thuộc khu vực Donetsk, phản ánh quyết tâm củng cố vị trí của Nga tại đây. Chiến lược của Nga trên chiến trường có sự thay đổi đáng chú ý khi gần đây giảm bớt các đợt pháo kích và tấn công tên lửa dồn dập. Điều này được cho là nhằm tích lũy nguồn lực cho các chiến dịch quy mô lớn vào mùa thu và mùa đông hoặc có thể moscow đang đối mặt với những thách thức lớn trong sản xuất và vận chuyển vũ khí ông igor romanenko cựu phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang ukraine nhận định đây có thể là một chiến thuật kiên nhẫn của nga khi họ tập trung dự trữ và tối ưu hóa nguồn lực để tăng cường sức mạnh vào những thời điểm quyết định ông romanenko lưu ý rằng trong những tuần gần đây nga không triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn điều này có thể đồng nghĩa với việc moscow đang chuẩn bị cho một đợt dội bom vào thời điểm thích hợp hoặc khả năng có các vấn đề tiềm ẩn trong công tác sản xuất quốc phòng của họ. Khi chiến sự leo thang, Ukraine không chỉ đối mặt với những thách thức từ bên ngoài mà còn có những vấn đề nghiêm trọng trong hàng ngũ nội bộ. Tình trạng đào ngũ đang ở mức báo động với hơn 100.000 binh sĩ vắng mặt hoặc trốn khỏi vị trí chiến đấu. Bà Anna Skorokhod, một nhà lập pháp Ukraine tiết lộ, con số đáng kinh ngạc này cho thấy tình trạng quản lý yếu kém, quyết định sai lầm từ các quan chức và sự bất công trong phân bố nhiệm vụ đã khiến tinh thần chiến đấu của binh sĩ sụt giảm trầm trọng. Trước tình hình đào ngũ ngày càng gia tăng, Quốc hội Ukraine đã đưa ra một luật ân xá cho những binh sĩ đào ngũ lần đầu với điều kiện họ đồng ý quay trở lại chiến đấu. Kiev cũng thực hiện các biện pháp bổ sung, bao gồm hạ độ tuổi tòng quân từ 27 xuống còn 25 tuổi và tăng mức phạt cho những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đầu tháng 10, một nghị sĩ Ukraine cảnh báo rằng người dân có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nếu sử dụng mạng xã hội để hỗ trợ hoặc hướng dẫn người khác trốn tránh quân dịch. Tuy nhiên, dù những biện pháp lá chắn này đã được triển khai, việc duy trì kỷ luật và tinh thần chiến đấu vẫn là thách thức lớn đối với Ukraine, trong khi các đợt luân chuyển và nghỉ ngơi cần thiết cho binh sĩ đang bị thiếu hụt trầm trọng. Những khó khăn từ chiến trường đến nội bộ đang đẩy Ukraine vào tình thế phải tìm kiếm cả sức mạnh và nguồn lực từ mọi phía trong cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ ngày một cam go này. Ông Zelensky bí mật nói với Mỹ về tên lửa tầm bắn 2.400 km. Trang Kiev Independent đưa tin, Tờ New York Times mới đây đã tiết lộ một thông tin gây chấn động. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bí mật đề nghị Mỹ viện trợ tên lửa Tomahawk, loại vũ khí có tầm bắn khủng khiếp lên đến 2.400 km. Đây là một trong ba điều khoản tối mật thuộc kế hoạch chiến thắng mà ông Zelensky công khai vào đầu tháng này và được cho là nhằm tạo nên răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện. Theo nguồn tin từ New York Times, yêu cầu này không chỉ là một trong những bước đột phá mà Kiev mong muốn đạt được để thay đổi cục diện, mà còn là điều kiện sống còn cho tham vọng mở rộng tầm kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, phía Mỹ đã từ chối với lý do không khả thi và yêu cầu phía Kiev cần có lý do thuyết phục hơn để có thể xét đến khả năng nới lỏng hạn chế về vũ khí tầm xa. Một số quan chức Mỹ ngầm bày tỏ sự bất mãn, cho rằng kế hoạch của Ukraine là thiếu thực tế và phụ thuộc quá lớn vào viện trợ từ phương Tây. Tomahawk, loại tên lửa có tầm bắn vượt trội 2.400 km, tương đương gấp 7 lần so với tầm bắn của tên lửa Atas mà Mỹ đã gửi đến Ukraine trước đó, sẽ mang lại khả năng tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, phía Kiev đã cung cấp một danh sách mục tiêu quá lớn và xa tầm với đối với những gì mà Washington có thể hỗ trợ, khiến Mỹ không hài lòng với tham vọng vượt quá của ông Zelensky dư luận quốc tế và các nhà phân tích quân sự đang theo dõi sát sao cho rằng yêu cầu của Ukraine đánh dấu một bước đi táo bạo, tuy nhiên cũng dễ tạo căng thẳng với Washington vốn đã cảnh báo rằng bất kỳ sự mở rộng nào về viện trợ quân sự đều cần được xem xét một cách thận trọng. Yêu cầu này nếu được chấp thuận có thể làm đảo lộn cán cân quyền lực tại Đông Âu, song cũng đặt ra câu hỏi về mức độ hỗ trợ có thể của phương Tây trong cuộc xung đột leo thang này. Donetsk khốc liệt hơn 150 cuộc đụng độ diễn ra trong ngày. Trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự ngày 29 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo về các cuộc đụng độ khốc liệt kéo dài suốt 24 giờ qua tại Donetsk. Khi lực lượng phòng vệ Ukraine đang ra sức chặn đứng đợt tấn công ồ ạt của quân đội Nga, theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu, đã có tổng cộng 158 cuộc giao tranh nổ ra trong ngày với quy mô và mức độ ác liệt chưa từng có. Quân Nga đã triển khai 57 đợt không kích, tung vào đó 101 quả bom lượn cực mạnh, sử dụng hơn 539 UAV và phóng hơn 3.000 quả đạn pháo, tạo nên một bức tường lửa khổng lồ chút xuống các vị trí phòng thủ và khu định cư của Ukraine. Tại tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công chính của quân Nga đổ dồn vào các thành phố trọng điểm như Liman, Torez, Kramatorsk, Siversky, Poros và Kurakhiv khiến cả khu vực trở thành chiến trường hỗn loạn. Trong đó, các đợt tấn công vào Poros trở nên đặc biệt ác liệt chỉ riêng trong ngày 29 tháng 10, quân Nga đã tung ra tới 20 cuộc tấn công nhắm vào các khu định cư trọng yếu như Miro Liubi Ipka, Promin, Lisipka, Novogrodipka, Selidov và Visnev. Lực lượng Ukraine kiên cường đẩy lùi 15 đợt tiến quân của Nga với 5 cuộc giao tranh còn đang diễn ra và đã loại khỏi vòng chiến khoảng 220 binh sĩ Nga trong khu vực này. Kurakhip trở thành chiến tuyến nóng hơn cả khi quân Nga tung ra tới 42 cuộc tấn công dữ dội vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. Các khu vực xung quanh Novo Selidivka, Novo Mitrivka, Danie, Atonivka, Katerinivka, Bresky, Ilinka và Chudov liên tục bị bắn phá. Lực lượng Ukraine đã đẩy lui thành công 32 đợt tấn công, trong khi 10 cuộc giao tranh căng thẳng vẫn tiếp diễn. Theo thống kê sơ bộ, quân đội Nga đã mất thêm 100 binh sĩ, 4 xe tăng và 7 xe bọc thép chiến đấu trên tuyến giao tranh này. Các cuộc đối đầu giữa hai bên còn lan rộng tại các khu vực khác, trong khi đó, Kharkiv, Mykolaiv và Dnipro Petrov, nơi tiếng nổ của các cuộc giao tranh liên hồi vang lên, khiến các khu vực này gần như trở thành mặt trận ác liệt thứ hai. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng phòng vệ của họ vẫn duy trì các hoạt động đối phó chiến lược ở tỉnh Kursk của Nga trong nỗ lực phản công mạnh mẽ. Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Selidov của Ukraine Ngày 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lực lượng Moscow đã chiếm được thành phố Selidov ở tỉnh Donetsk, nằm gần thành phố Borok, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine tại khu vực, theo hãng thông tấn TASS, Ukraine chưa bình luận về tuyên bố này. Các nhà quan sát và quân đội Ukraine đã cảnh báo về nguy cơ tình hình ở Selidov sẽ trở nên ngày càng khó khăn khi lực lượng Nga liên tục tiến quân trong vài tuần qua. Theo tờ The Kyiv Independent, ông Emil Kastehamin, chuyên gia quân sự và nhà phân tích tình báo nguồn mở Ocean tại Breitbart Group Phần Lan nói rằng trên thực tế Ukraine đã mất thành phố Selidov. Có thể có một số người Ukraine hiện ở phía tây của thành phố, nhưng Selidov về cơ bản đã vào tay Nga. Đó là thành phố lớn nhất bị thất thủ trong mùa đông sau thành phố Adivka, ông Kastahemi nói. Ngày 29 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng các lực lượng Ukraine trong ngày đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Nga vào các khu định cư ở thành phố Borok, gồm khu vực gần thành phố Selidov. Theo giới quan sát, Việc Ukraine để thành phố Selydop rơi vào tay Nga sẽ là lời báo tử đối với Borod, nơi chỉ cách khoảng 18 km về phía tây bắc. Các lực lượng Nga đã tiến dần về Borod trong vài tháng qua và gần đây đã đạt được tốc độ như vũ bão. Thế trận rằng co ở Kursk. Theo kênh Reba, trên mặt trận Kursk, lực lượng Moscow đang tham gia vào các trận chiến tại quận Korenevo và Sutya. Ở phía nam Kurskovo, các đội hình Kyiv không có bất kỳ nỗ lực nào mới để tiến lên. Tại quận Kurskovo, không có thay đổi nào về tình hình chiến đấu được ghi nhận. AFU đang bổ sung tổn thất và tập hợp lại sau các cuộc tấn công không thành công của họ tại khu vực Novipus. Tại Korenevo, UAV Nga đã tấn công một chiếc PMP-1 của đối phương ở khu vực Kremlianoi. Ở Septukhovka, AFAF đang bắt giữ một xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất. Chiếc xe này đã được sử dụng ở một trong những cuộc tấn công vào các vị trí của Nga vào một tháng trước nhưng nó đã bị tiêu diệt. Bây giờ, khi khu vực đã được lực lượng Moscow chiếm lại, việc thu giữ và đưa xe tăng về sau đã trở nên khả thi tại quận Sudya, không quân chiến thuật Nga đã tập kích ở các sở chỉ huy lực lượng Kiev ở Darino. Nhiều trận chiến đã được ghi nhận ở Novovanovka và Zelenysnyak, tuy nhiên không có thông tin về sự tiến quân của AFAF trong khu vực này. Lực lượng Kiev vẫn duy trì sự hiện diện ở Plekhovo nhưng đang gặp vấn đề về nguồn cung cấp. Để giải quyết khó khăn này, UAV hạng nặng đang được sử dụng. Ở vùng Sumy, lực lượng Moscow đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu khác nhau. Moscow chút mưa lửa trong đêm, Thủ đô Kiev dùng chuyển Thủ đô Kiev của Ukraine đã chìm trong tiếng nổ vang trời và sáng sớm ngày 30 tháng 10 khi Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái UAV. Ông Vitaly Klitschko, thị trưởng Kiev cho biết, nhiều vụ nổ liên tiếp đã làm dung chuyển thành phố và tạo ra một đám cháy dữ dội, khiến các lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng triển khai. Trên nền tảng Telegram, ông Klitschko khẳng định, các đơn vị cứu hộ khẩn cấp đã được huy động đến các khu vực bị tấn công, đồng thời cảnh báo về tình hình nghiêm trọng. Các nhân chứng ở Kiev cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ rồn rập và nhìn thấy những điểm chớp sáng nơi các đơn vị phòng không đang cố gắng đánh chặn UAV. Trước đó chỉ vài ngày, vào đêm ngày 27 tháng 10, phía Nga cũng đã phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng UAV từ Ukraine nhắm vào một cơ sở công nghiệp tại tỉnh Voronezh. Theo thông báo từ thống đốc tỉnh Voronezh, Ông Alexander Gusev, cuộc tấn công của UAV Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một doanh nghiệp công nghiệp làm một người bị thương. Ông Gusev còn cho biết khoảng 10 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ hoặc bị chặn lại, nhưng các mảnh vỡ vẫn rơi xuống khu vực, gây cháy và thiệt hại. Các đợt tấn công bằng UAV từ hai phía cho thấy xung đột tại khu vực vẫn đang leo thang và cả hai quốc gia đều phải đối mặt với mối đe dọa từ trên không, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nam Donetsk vỡ trận kênh Military Summary đưa tin ở phía nam Donetsk, lực lượng vũ trang Ukraine fu không thể ổn định tình hình. Quân đội Nga đã thành công trong việc tiến xa hơn và hiện đã kiểm soát nhiều khu vực định cư xung quanh như Bohoi Ablenka, các ngôi làng Saktaske, Yasna Poliana cũng như Novokrenka cũng gần trong tình trạng tương tự. Theo các thông tin từ chiến trường, phía Nga đã kiểm soát những ngôi nhà đầu tiên ở Kurakhovo sau khi phát triển từ phía Bắc theo hướng Konyak bên cạnh đó, binh sĩ nga cũng đã thành công ở phía tây tskhari. các mũi tấn công của nga đều nhằm mục đích tạo ra một vòng vây lớn bao bọc lại các vị trí phòng thủ của fu trong khu vực. ở chasovya, fu đang cố gắng mở một cuộc phản công vào trung tâm thành phố nhưng không mấy thành công. tại hướng kupyansk, phía nga đang áp sát sông Oskoy, khiến mọi công tác hậu cần và phòng thủ ở phía tả ngạn con sông của fu gần như vô vọng. selidovo và koniak thất thủ, nga kiểm soát nửa khu định cư novomichovka kênh vedovka cho biết selidovo và koniak thất thủ một nửa khu định cư novomichovka đã nằm dưới sự kiểm soát của nga có một bước tiến rõ ràng của phía nga về phía sonsovka việc kiểm soát ngôi làng này sẽ cắt đứt một lối thoát của afu đây mới chỉ là ở phía bắc của hồ chứa kurakovo ở phía nam mọi chuyện cũng diễn ra tương tự điều này giúp giải thích tại sao afu phải rút từ vùng ngoại ô kurakovo về trung tâm thành phố nơi có các cứ điểm phòng ngự kiên cố còn theo kênh V3, trên mặt trận kurs phía nga đang giao tranh ác liệt tại quận korenovo và sutsam ở phía nam graskovo afu không có động lực để phản công tại quận graskovo không có thay đổi nào về tình hình chiến đấu được ghi nhận afu tái tập hợp lực lượng để mở đợt tấn công mới sau khi thất bại tiến vào thị trấn novibut tại korenovo UAV Nga đã tấn công một chiếc BMP 1 của AFU ở khu vực Kremyanoye, ở Sevtokhopka, phía Nga cũng bắt giữ một xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất. Chiếc xe tăng này đã được sử dụng ở một trong những cuộc tấn công vào các vị trí của Nga một tháng trước nhưng đã bị phá hủy. Phương tiện này sẽ sớm được chuyển về phía sau. Tại quận Suziya, không quân chiến thuật Nga đã tập kích ở các sở chỉ huy lực lượng Kiev ở Darianom nhiều trận chiến đã được ghi nhận ở Novoi vanovka và Zelenyslyak, nhưng không có thông tin về sự tiến quân của quân đội Nga trong khu vực này. Afu hiện vẫn duy trì sự hiện diện ở Blahovoh, nhưng đang gặp vấn đề về nguồn hậu cần. Để giải quyết khó khăn này, con đường tiếp tế bằng UAV hạng nặng đang được tận dụng. ở vùng Sumy, phía nga đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu khác nhau để chặn đứng con đường chuyển quân và hậu cần của Afu cho vùng Kursk. Nga sẽ toạc biểu tượng khắc kíp, quê hương tổng thống Zelensky, chìm trong biển lửa. Theo Reuters, một vụ tấn công bằng bom có điều khiển của Nga vào Kharkiv hôm qua đã phá hủy phần lớn tòa nhà Desprom, một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất tại thành phố lớn thứ hai của Ukraine có từ những năm 1920. 6 người bị thương trong vụ tấn công lúc 9 giờ tối, ngoài 13 người bị thương trong vụ đánh bom đen trước tại thành phố, tại thành phố Kriviri, miền trung Ukraine, một tên lửa Nga đã bắn trúng một tòa nhà dân cư 3 tầng, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 11 người bị thương. Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án cuộc tấn công vào tòa nhà Desprom, công nghiệp nhà nước ở Kharkiv, một trong những ví dụ nổi bật nhất về kiến trúc theo chủ nghĩa kiến tạo thời Liên Xô và được mệnh danh là tòa nhà chọc trời đầu tiên của Liên Xô. Viết trên X, ông cũng lên án cuộc tấn công vào Kriviri, quê hương của ông và kêu gọi nỗ lực mới để buộc lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài hơn 2 năm rưỡi. Đoạn video của đài truyền hình Reuters cho thấy một phần của tòa nhà Desprom đã bị biến thành đống đổ nát và hầu như tất cả cửa sổ đều vỡ tan. Tòa nhà Desprom được đưa vào danh sách dự kiến của Di sản Thế giới UNESCO, được hoàn thành vào năm 1928 khi Kharkiv còn là thủ đô của Liên Xô Ukraine. Cuộc tấn công buổi tối cũng đánh vào một cơ sở y tế. Các cuộc tấn công trước đó đã phá hủy một tòa nhà trung cư và kho chứa đổ. Sini Hubov cho biết có 8 người bị thương ở thành phố Chuhuiv, ngay phía đông nam. Một cuộc tấn công mà công tố viên cho biết có liên quan đến hệ thống phóng nhiều tên lửa được sử dụng ở Chuhuiv. Kharkiv đã chống trả nỗ lực tiến công của Nga vào thủ đô Kiev trong những ngày đầu của cuộc chiến và kể từ đó thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc không kích. Tại khu vực Khê Sơn phía Nam, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã giết chết một nhân viên y tế làm việc trong đội cứu thương, thống đốc khu vực cho biết. Ba người đã thiệt mạng tại khu vực Khê Sơn vào Chủ nhật. Nga đập tan lực lượng và khí tài Ukraine tại Kupyansk. Theo hãng thông tấn TASS, chuyên gia quân sự Andriy Morokho nói rằng quân đội Nga đã tấn công vào quân số và thiết bị của Ukraine tại Kupyansk thuộc vùng Kharkov, Quân đội Nga đã phát hiện một lượng lớn vũ khí, thiết bị quân sự và nhân lực của Ukraine trên lãnh thổ của một doanh nghiệp tư nhân ở Kupyans. Nhiều khả năng, Bộ Chỉ huy Ukraine đang cố gắng bí mật xây dựng lực lượng để phản công. Pháo binh của chúng tôi đã thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu, ngăn chặn kế hoạch của kẻ thù được thực hiện, Marokko cho biết. Ông nói thêm rằng tổn thất của Ukraine đang được xác định. Quân đội Nga đã tiến sâu thêm vào khu vực Orekhovo, theo hãng thông tấn TASS, lực lượng vũ trang Nga đã tiến sâu thêm 1 km trong cuộc tiến công vào khu vực Orekhovo thuộc vùng Zaporizhia với phạm vi tấn công rộng ít nhất 8 km. Vladimir Rogo, người đứng đầu Ủy ban Phòng Công dân về chủ quyền, các dự án yêu nước và hỗ trợ cựu chiến binh, cho biết với TASS, Chúng tôi đã đạt được thành công theo hướng Orekhovo của mặt trận Zaporizhia. Quân đội của chúng tôi đã có thể tiến hơn 1 km về phía bắc và ở khu vực Rabotino. Chiều dài của phần mặt trận này là hơn 8 km. Chúng tôi đang tiến về phía Novodanilovka và Malaya, Komatska, ông nói. Vị quan chức này lưu ý rằng quân đội Nga đang nắm quyền chủ động. Tình hình đang diễn biến, lực lượng vũ trang Nga bắt đầu tấn công vào các bên sườn với sự hỗ trợ của máy bay chiến thuật và vũ khí hạng nặng. Bất kỳ thành tiệu nào của Ukraine trong cuộc phản công năm ngoái không chỉ đơn giản là mất đi mà còn là tiếp tục giải phóng, Rogov nhấn mạnh. Nga mất thêm 1.360 binh lính trong ngày qua. Theo Ukraine Form, tổng số quân Nga thiệt hại trong chiến đấu tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 29 tháng 10 năm 2024 là khoảng 692.080 người, bao gồm 1.360 người thiệt mạng trong ngày qua.

và 3.566 đơn vị thiết bị đặc biệt. Theo Ukraine Form đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine Bắc Âu ở Reykjavik rằng hiện có cơ hội giành chiến thắng ở Đông Âu để các trận chiến sẽ không xảy ra trong tương lai ở các mặt trận phía Bắc, phía Đông, phía Nam hoặc ở các nước châu Phi. Tình báo Ukraine phá hủy cầu tại Zaporizhia, cắt đứt tuyến tiếp tế của Nga tờ Kyiv Post đưa tin, tình báo quân sự Ukraine HUR phối hợp với phong trào kháng chiến địa phương vừa thực hiện một chiến dịch đặc biệt thành công phá hủy một cầu đường sắt quan trọng tại Berdyansk, khu vực Zaporizhia, đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Cầu này được quân đội Nga sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự. Người dân địa phương đã ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn vào tối ngày 28 tháng 10. Việc phá hủy cầu đã hoàn toàn làm tê liệt giao thông đường sắt với Berdians, gây khó khăn trong việc cung cấp nhiên liệu, vũ khí và đạn dược cho các lực lượng Nga đang chiếm đóng trong khu vực. Dù các nguồn lực chiếm đóng địa phương và các nhà tuyên truyền của đối phương khẳng định rằng tất cả các cầu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng họ không thể đưa ra bất kỳ hình ảnh nào chứng minh điều này, nguồn tin của tờ Kiev Post cho biết thêm. Các chiến dịch cho HUR thực hiện tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nhằm làm suy yếu khả năng tấn công của kẻ thù, đồng thời tạo ra bất ổn tại các khu vực tiền tuyến và hỗ trợ các hoạt động quân sự của Ukraine. Mục tiêu chính của những cuộc tấn công này bao gồm phá hủy hoặc gây hư hại cho các cơ sở chiến lược như cầu, kho đạn, căn cứ, cung cấp và các nút chỉ huy nhằm làm gián đoạn logistics của Nga, từ đó làm phức tạp thêm các hoạt động tấn công của Moscow. Ukraine huy động thiết giáp Mỹ tấn công quân đội Nga ở Kursk. Theo Business Insider, trong đoạn video do Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine công bố hôm 28 tháng 10, một xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất đang tấn công các vị trí nằm dọc theo hàng cây ở khu vực biên giới Kursk của Nga. Lữ đoàn 47 tuyên bố đã xóa sổ các vị trí của Nga bằng tên lửa chống tăng, cũng như hỗ trợ hòa lực cho các đơn vị bộ binh. Tuy nhiên, thời gian diễn ra cuộc tấn công không được tiết lộ. Những hình ảnh được quay bằng máy bay không người lái UAV và camera gắn trên xe cho thấy hoạt động chiến đấu rất dữ dội. Trong một cảnh quay, xe Bradley của Ukraine đã triển khai pháo sáng tạo màn khói trước khi bắn vào các vị trí của Nga dọc theo hàng cây bằng súng máy Bushmaster, xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley được thiết kế trong giai đoạn chiến tranh lạnh để chống lại binh sĩ Liên Xô. Giờ đây, sau nhiều thập kỷ, chúng đang được quân đội Ukraine sử dụng ở Kursk để chống lại các lực lượng Nga. Những mẫu Abrams và Bradley mà Ukraine nhận được là mẫu xuất khẩu, trong đó Abrams được xem là một trong những xe tăng tốt nhất mà Kiev đang sở hữu và Bradley cũng đã chứng minh được giá trị lớn trong quá trình Ukraine xung đột với Nga. Kể từ năm 2023, Mỹ đã gửi hơn 300 xe M2A2 Bradley và 31 biến thể M1A1 Abrams cho Ukraine, Gần đây, Australia cũng đã cam kết gửi thêm gần 50 xe tăng cho Kiev. Nga không kích mạnh mẽ vào hai thành phố lớn nhất Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn nguồn giới chức Ukraine cho biết, dạng sáng ngày 29 tháng 10, không quân Nga đã tiến hành các cuộc tấn công liên tiếp khiến 4 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương tại hai thành phố lớn nhất của Ukraine là Kharkiv và Kiev. Tại Kharkiv, vụ pháo kích vào quận Oznovyansky đã khiến 4 người tử vong ngay trong đêm, Thị trưởng Ihor Terokhov cho biết trên Telegram, trước đó vào tối ngày 28 tháng 10, Nga cũng tấn công thành phố bằng bom dẫn đường, phá hủy nghiêm trọng các tòa nhà Desprom, biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của thành phố từ thập niên 1920. Còn tại Kiev, mảnh vỡ từ drone Nga đã bị bắn hạ, gây thương tích cho 4 người và làm cháy một tòa nhà dân cư. Thị trưởng Vitaly Klitschko thông tin, một nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu trong khi nhiều ô tô cũng đã bị thiêu rụi. Nhân chứng cho biết khói đen bốc lên từ khu dân cư thuộc quận Solomiansky phía tây Kiev. Hình ảnh do chính quyền quân sự thành phố công bố cho thấy nhà dân và ô tô bị cháy dữ dội trong màn đêm. Chính quyền Kiev cho biết lực lượng phòng không đã cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công bằng drone. Tuy nhiên, mảnh vỡ cũng rơi xuống quận Sviatosivsky. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại từ khu vực này, Nga chưa đưa ra phản hồi nào về các cuộc tấn công. Không quân Nga tiêu diệt cơ sở chỉ huy của quân đội Ukraine tại Kharkiv Đài truyền hình RT dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 29 tháng 10, không quân nước này đã tấn công và phá hủy một tòa nhà thuộc quyền kiểm soát của Ukraine tại khu vực Kharkiv, nơi có nhiều sĩ quan đang đóng quân. Video ghi lại cuộc tấn công cũng được công bố. Theo thông tin từ bộ này, vụ tấn công diễn ra gần thị trấn Volchansk, cách biên giới Nga khoảng 10 km, Khu vực này đã chứng kiến các trận chiến ác liệt kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm thiết lập vành đai an toàn, bảo vệ dân thường trước các cuộc pháo kích. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu đã nhận được tọa độ mục tiêu từ lực lượng trinh sát và sử dụng bom lượn để tấn công vào vị trí đóng quân tạm thời của Ukraine, thông báo nhấn mạnh. Tại thời điểm tấn công, bộ chỉ huy của một đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đang có mặt tại đây, nhưng không tiết lộ cụ thể thiệt hại về người. Video do phía nga công bố cho thấy cảnh quay từ trên không tại Volchans, nơi bị tàn phá sau nhiều tháng giao tranh, một tòa nhà cao tầng bị trúng đạn với vụ nổ khiến một bức tường sập đổ và sóng xung kích lan tỏa ra xa hàng trăm mét. Khói và bụi dày đặc bốc lên từ hiện trường sau vụ tấn công. Ông Zelensky lo ngại nguy cơ Mỹ ngừng viện trợ nếu ông Trump thắng cử. Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nguy cơ Mỹ sẽ ngừng viện trợ cho Kiev nếu ứng cử viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Iceland ngày 24 tháng 10, ông Zelensky cho biết, Ông Trump từng nói về chuyện dừng lại viện trợ rất nhiều, nhưng tôi chưa nghe ông ấy khẳng định sẽ sớm dừng hỗ trợ trong tương lai gần, tuy nhiên ông cũng thừa nhận rủi ro là có thật và nhấn mạnh rằng ukraine đã chuẩn bị kế hoạch tự củng cố sức mạnh để đối phó tình hình ông zelensky cho biết đã yêu cầu hội đồng an ninh quốc gia xây dựng kế hoạch tăng cường sức mạnh cho ukraine bao gồm cả chiến lược cho mặt trận công nghiệp quốc phòng kinh tế và tài chính ông cũng cảnh báo rằng việc mỹ ngừng hỗ trợ sẽ là một thắng lợi lớn cho nga và gây tổn thất nghiêm trọng cho phương tây Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi hiểu rõ những rủi ro có thể sắp phải đối mặt. Nguy cơ lớn nhất là sự thay đổi chính sách của Mỹ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng nếu trở lại làm tổng thống, ông Trump sẽ muốn gây thất bại, mà thất bại ở đây là từ bỏ việc hỗ trợ cho Ukraine, ông Zelensky chia sẻ. Thủ tướng Ấn Độ có thể giúp chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine? Sau một loạt nhân vật nước lớn từng thể hiện mong muốn làm trung gian hòa giải tiến tới chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Zelensky cũng vừa nêu một nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng và tin tưởng vào quyết định đó của mình. Thủ tướng Narendra Modi có thể tác động đến việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Đây là giá trị to lớn của ông ấy trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Đây là giá trị to lớn của Ấn Độ, ông Zelensky nói hôm 28 tháng 10 trong cuộc phỏng vấn của Times of India. Chắc chắn là Ấn Độ và Thủ tướng Modi có thể làm được điều đó nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần chuẩn bị cuộc chiến này sẽ chấm dứt theo mô hình của chúng tôi vì chiến sự đang diễn ra trên đất ukraine chúng tôi có nền tảng là hội nghị thượng đỉnh hòa bình ông zelensky nói ông zelensky chắc rằng phát biểu của ông hướng đến những việc làm thực tế không phải là lời nói suông ông modi là thủ tướng của một quốc gia thực sự rộng lớn một quốc gia như ấn độ không chỉ đơn giản nói rằng chúng ta quan tâm đến việc chấm dứt xung đột Ông Modi có thể làm nhiều hơn thế bằng việc ngăn chặn nền kinh tế Nga, ngăn chặn nguồn cung dầu giá rẻ, chặn các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga. Điều này sẽ khiến năng lực tấn công của Nga suy yếu, ông Zelensky nói thêm. Ukraine đang đối mặt với nhiều khó khăn trên chiến trường và mùa đông thì đang đến gần, kéo theo nhiều bộn bề và phức tạp. Vài tháng gần đây, lực lượng Ukraine ở tiền tuyến chịu nhiều áp lực khi quân đội Nga đạt được một số bước tiến quan trọng, đặc biệt là ở vùng Donetsk và Lugansk. Thêm vào đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11. Ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã phát tín hiệu có thể cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine nếu đắc cử. Khi được hỏi về kế hoạch chiến thắng và tư cách thành viên NATO của Ukraine, ông Zelensky cho biết đó là nỗ lực của Kiev nhằm hướng tới các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Đối với người dân Ukraine, năm thứ ba của xung đột thật khủng khiếp. Quân Nga đang nhích lên từng bước sau mỗi ngày, Ukraine vẫn chưa thể tiến hành một cuộc chiến dịch phản công nào thành công kể từ năm 2022, đất nước lại thường xuyên bị mất điện và tỷ lệ tử vong thì gia tăng. Sự ủng hộ của phương Tây dường như khó dự đoán, đặc biệt nếu như ông Donald Trump trở thành ông chủ của Nhà Trắng vào tháng 11 tới, Đức thì cho biết sẽ cắt giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine nếu dự thảo ngân sách năm 2025 của họ được thông qua những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo